Thứ nhất là cái phần thép sàn chúng ta phải bẻ mỏ. Thứ nhất là bẻ mỏ, thứ hai là chúng ta phải có được cái đảm bảo được cái khoảng cách giữa phần cốt pha, lớp bảo vệ là từ 2 cm so với phần thép của chúng ta. Đây, lớp sàn ta đang bẻ mỏ đây là ok rồi. Khoảng cách đây của chúng ta là đây là 3 cm để bảo vệ như này là ok này. Chào anh Nguyễn Thắng nha, đây là video phát trực tiếp, bất kỳ anh chị nào có câu hỏi gì anh chị cứ hỏi, tôi sẽ dành thời gian trả lời anh chị. Và thứ hai là chúng ta sẽ phải có cái thép tăng cường ở các vị trí dầm để tính toán. Thì thép tăng cường ở đây thì chúng ta có tăng cường phần cột và tăng cường về bụng, bản bụng của dầm. Thì ở đây tăng cường từ vị trí đầu cột thì chúng ta sẽ có cái thanh thép ở phía dưới, ở giữa này. Đấy anh chị, đây chúng ta có 3 cây này. Đấy, thì ở đây chúng ta tăng cường đấy cây phía giữa. Còn tiếp theo là cái tăng cường bản bụng. Bản bụng thì chúng ta có ở dưới này, thép dưới này chúng ta sẽ có thêm 2 cây nữa. 2 cây này là thép để chúng ta tránh cái phần bẻ phần bụng ra để các cái vị trí. Còn các cái vị trí đầu cột thì đương nhiên thép tăng cường. Đấy, các anh chị nhìn đây này, có 3 cây thép đây. Đây là 1, 2, 3 cây, đây là thép tăng cường đầu cột. Đấy. Và bản bụng, thì chúng ta cũng có thép bản bụng đây. Ở phía dưới này, đấy, thì chúng ta có 2 cây. Đây, nhìn anh chị nhìn thấy chưa? Đây, theo đồng thức tôi chỉ này. 1 này, 2 này. Đấy, 2 cây thép này. Nó hơi khó nhìn một chút. Ở đây thì tôi sẽ tìm đến cái vị trí nào dễ nhìn hơn. À đây, đây. Thép tăng cường bản bụng của ra đây. Đây là cái phần ô sàn. Cái phần chưa đóng cốt pha chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đây. Đây chị nhìn. Đây. Thép tăng cường bản bụng của ra đây. Đây. Đấy các anh chị nhìn 1 2 này. 3 4 này. Đấy, cái này chưa ghép cốt pha ra nhìn nó rõ hơn này. Đấy, theo đầu thức thì ở giữa bụng của ra thì có 2 cái thanh thép tăng cường này. Đấy. Và ở phần cột. Ở cột những vị trí xung yếu trọng lực thì chúng ta cũng có 2 thanh thép tăng cường đây. 1 này. Bên này nữa là 2 này. Đây là cái phần khu vực cầu thang, là khu vực trọng điểm của công trình thì chúng ta sẽ có thép tăng cường phía trên. Đây. Thì phía trên này chúng ta có tất cả là 5 cây thép này, phi 18 này. Cùng tôi đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đây này, 5 này. Đấy. Còn phía này chúng ta có 2 cây nữa là 7. Đây là thép tăng cường ở khu vực các cái vị trí trọng điểm. Ở khu cầu thang thì chúng ta sẽ đan A10. Đây, 10 cm này. 10 cm và chúng ta sẽ luồn vào các cái khe. Đây khe góc này để đảm bảo cho giữ cái cầu thang ta vững. Đấy, anh chị nhìn. Rồi phía dưới tương tự như thế. Rồi. Ok. Rồi cảm ơn tất cả anh chị nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Các anh chị cần tư vấn thiết kế và thi công xây dựng nhà liên hệ ngay với nhà đẹp Green theo số hotline là 0386 325 566. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả các anh chị. Rồi hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.